đưa vào 2.729 giờ này là chỉ. Trong đó, khi bán căn phòng đăng ký đất đai tiền cho tôi tạm nhiên, có các hiện hồ sơ sự giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của một ông tên Giang Trang, sinh năm 1988, số chứng minh nhân dân 331-116-611, ngụ tại ấp Tân Lộc, xã Tân Lộc, huyện Bình Chánh, tỉnh Vĩnh Long, nhận chứng nhận quyền sử dụng đất từ ông Đinh Văn Tuấn, sinh năm 1963. Cái nào cái cái của con hay là của con muội? Còn cái của con muội, cái của con muội là ý con nãy giờ con nói cái của con rồi.